Xin chào các bác nhé. Hôm nay em lại review cho các bác xem một cái mẫu phân tần chống cháy cho loa chép các bác nhé. Nhiều bác hỏi là có mẫu phân tần chống cháy loa chép không, thì là ra em không có thời gian nên là em không quay. Hôm nay có thời gian em quay cho các bác coi nhá. Đây các bác nhá, phân tần chống cháy cho loa chép này. Đấy, nó côn 75 này, côn 100 này, côn 44 này, côn 34, nhà em đầy đủ nhá. Các số lượng thì 2-3 nghìn mạch lúc nào cũng có. Bác nào cần thì cứ liên hệ em nhé. Em báo giá luôn cho các bác này. Nếu mà bác côn chống cháy cho côn 44 thì của nó là 90 nghìn một cái bác nhá. 90 nghìn một cái. Chống cháy cho củ kèn côn 44 là giá đây nó có số 44 đây này. Giá là 90 nghìn một chiếc nha các bác nhá. Người ta bán 100-150, em bán 90 nghìn một cái. Này, 9.000 một cái bác nhá. Còn côn 75 thì 100, côn 75 thì là 100.000 một cái. Còn côn 100 thì là 110.000. Đây, côn 100 này nó có số 100 coi ở trên cái con linh kiện này. Đấy, thì là của nó là 110.000 các bác nhá. Nếu mà trường hợp các bác lấy số lượng thì các bác liên hệ nhá. Em sẽ báo giá số lượng cho các bác lấy nhá. Giá rẻ nhất thị trường luôn. Hàng này em lúc nào cũng có 1-2 nghìn con trong nhà, lúc nào cũng có. Đấy, ba mẫu, côn 100, côn 75, côn 4. Còn các bác nào mà côn nhỏ hơn thì vẫn nắp được bi bình thường nhá. Nếu mà những côn nào nhỏ hơn thì mình nắp cái côn cái phân tần côn 44 này này, nắp cho những cái dòng, giả dụ như nắp cho những cái dòng côn nhỏ hơn như kiểu côn 34 hay là côn 25 ấy, là mình nắp tất cái này cũng được, không vấn đề gì cả. Nắp này nó dư công suất, không ảnh hưởng gì. Đấy các bác nhá. Ok, bác nào đặt hàng thì cứ liên hệ với em theo số điện thoại 0967450900 nhá. Em gửi hàng về tận nhà, kiểm tra hàng xong thanh toán. Còn cái phân tần này thì cái cách sử dụng của nó đơn giản lắm các bác ạ. Đây này, nó có hai cái lỗ cộng trừ đây các bác thấy không? Nó hai, có hai đây, em quay cho sáng một chút này. Đấy, nó có trừ này, cộng này. Về các bác hàn dây vào đây xong các bác nối vào cái loa. Còn chưa, bác nào không bỏ hàn thì bảo em hàn cho hai cái dây nhá. Hàn cái dây, hai cái dây ở đây xong bắt đầu mình bấu. Giả em ví dụ nhá. Ví dụ là đây. Em ví dụ các bác nhá. Ví dụ đây là đây, ví dụ đây là một cái loa chép nhá. Đây em ví dụ thôi. Thì nó có cực âm và một cái cực dương ở đây, các bác hiểu chưa? Xong là mình nối, mình hàn hai cái dây vào âm dương với cái mạch này, xong mình nối song song vào cái củ kèn các bác nhá. Là được. Đấy, ra đây em ví dụ thôi, ví dụ một con loa nó có hai cực như này cho các bác dễ hình dung thôi. Đấy, thì là mình sẽ chống cháy cho loa chép nhá. Con này thì chống cháy tương đối tốt. Nó được khoảng độ 95% ấy. Nói chung là cái mạch này thì ra để mà nói là nắp vào không bao giờ cháy thì nó không đúng. Nhưng mà nó sẽ hạn chế được gần như là 95% cái là không bị cháy. Chứ còn trường hợp mà bảo là nắp vào là không bao giờ nào họ là yên tâm hoàn toàn không bao giờ cháy được thì là không đúng. Nó chỉ là cái mạch để mình hạn chế để cháy chép thôi, chứ không thể nào được 100% được. Đấy các bác nhá, các bác mà đặt hàng thì các bác cứ liên hệ em nhá, xong em sẽ gửi hàng cho các bác. Ok, cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé.